quả táo là món ăn khoái khẩu của nhiều người, chứa nhiều vitamin C, A và một lượng nhỏ phốt pho, sắt và canxi. Ngoài làm món ăn vặt, quả táo còn được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó gỏi táo tôm khô là món ăn lạ miệng, đậm vị chua, cay, mặn ngọt, thơm ngon, giàu dinh dưỡng và rất phù hợp trong tiết trời se lạnh. Từ lâu, người ta đã biết đến lợi ích sức khỏe của táo. Vì thế mới có câu, mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ rời xa. Ăn táo còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe mà có thể bạn không biết, như giảm nguy cơ tiểu đường, tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giảm cholesterol xấu, giúp mang lại một quả tim khỏe mạnh. Ngoài ra, táo là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất xơ hòa tan 5 gram, có tác dụng làm giảm rối loạn đường ruột, bệnh viêm túi thừa, bệnh trĩ và cả một vài loại bệnh ung thư. Tôm khô chứa rất nhiều dinh dưỡng như đạm, kali, phốt pho, magie, iốt và vitamin A, rất tốt cho sức khỏe, sự phát triển toàn diện của cơ thể. Sở dĩ tôm khô có hàm lượng đạm cao đặc biệt như vậy là do khi sấy hay phơi khô, phần nước trong tôm bay hơi nên các thành phần còn lại sẽ tăng lên gấp hơn 3 lần, lượng đạm trong tôm sẽ chiếm gần 70%. Theo Viện Dinh dưỡng Việt Nam, một người lớn nặng 80 kg chỉ cần ăn một lạng tôm là đã thừa nhu cầu chất đạm trong một ngày. 100 g tôm khô có tới 75,6 g đạm, chưa kể các thành phần vi chất khác, cao hơn nhiều lần so với tôm tươi, thịt bò hay thịt lợn. Bên cạnh đó, hàm lượng muối khoáng, canxi, phốt pho, natri và kẽm trong tôm khô cũng rất cao. Với sự kết hợp hai nguyên liệu này sẽ đem đến cho chúng ta một món ăn vặt thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, người nội trợ cần lưu ý khi chọn mua tôm khô nên quan sát hình dáng, màu sắc, mùi vị bên ngoài để xác định xem tôm ngon hay không. Tôm khô thường có màu hồng nhạt đến hồng, sáng, không trắng nhợt cũng không thâm đen. Khi mua, ta nắm nhẹ ít tôm khô sau đó buông ra. Tôm khô ngon không ẩm thì hầu hết rơi khỏi tay rất nhanh và không dính lại trên tay. Tôm sau khi sấy hoặc phơi khô không bỏ phẩm màu thì thịt tôm bên trong sẽ có màu vàng nhạt, màu đỏ của gạch tôm và màu sắc thịt tôm tạo ra tự nhiên sẽ không đều màu trên tất cả con tôm mà có chỗ trắng, chỗ đỏ. Còn nếu tôm đều màu đỏ hoặc vàng ươm là tôm có tẩm phẩm màu hoặc hóa chất, chúng ta không nên mua. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà hàng Hoàng Án Villa sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn, đó là món gỏi táo tôm khô. Món ăn này rất là phù hợp cho tiết trời sáng thu. Để chế biến cái món gỏi táo tôm khô thì chúng ta cần những nguyên liệu sau. Đó là táo. Táo thì chúng ta mua quả táo là vừa chín đều và không chín quá thì cái đồ của cái quả táo thì lúc mình làm gỏi thì nó bị vừa giòn và rất là đẹp. Những quả táo là mình chọn là tròn đều và không bị dập, rồi không bị bị hỏng. Và cái nguyên liệu thứ hai đó là tôm thì chúng ta nên chọn những con tôm là vừa vàng đẹp, không bị mốc, không bị ẩm mốc. Và cái nguyên liệu tiếp theo đó là có tỏi và ớt, chanh và nước mắm, đường và muối. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái món gỏi táo tôm khô. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ rửa táo.
Cá thì rửa sạch cái phần vỏ bên ngoài và những cái vết bẩn thì chúng ta sẽ rửa sạch. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ ngâm tôm với nước lạ. Mình ngâm tôm khoảng 15 đến 20 phút để cho cái con tôm nó mềm ra. Thì lúc đó sau mình mới chân. Mình chân quá nước sôi để cho cái tôm chín. Trong cái thời gian để ngâm tôm thì chúng ta sẽ sơ chế táo. Khi chúng ta gọt vỏ thì chúng ta để cho là chúng ta sẽ gọt hết cái phần vỏ, không gọt sâu vào phần thịt của quả táo. Sau khi táo chúng ta gọt vỏ xong thì chúng ta sẽ thái chỉ. Thì trước khi mình thái táo thì mình sẽ cho một ít nước. Thì để ngấm vào đó là mình cho một ít muối vào. Cái lượng muối thì vừa phải, chứ không cái nó sẽ mặn. Và cái tác dụng của nó là để làm được đén cái táo. Khi cái táo chúng mình gọt ra thì chúng mình nếu để ở ngoài thì nếu không ngâm qua nước muối thì nó sẽ đen. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thái táo. Táo thì chúng ta thái miệng cái khổ vừa phải, không dày quá và không mỏng quá. Chúng ta sẽ cho táo vào nước muối loãng. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bật bếp. Chúng ta sẽ cho nước vào cái lượng nước là vừa phải. Thì khi mình luộc con tôm, không để con tôm giữ được cái độ ngọt của cái tôm, thì nước bây giờ đã sôi thì chúng ta sẽ cho tôm vào. Thời gian mình luộc tôm thì khoảng tầm 2 phút. Nếu như mình luộc lâu quá thì con tôm nó sẽ mềm quá, thì lúc mình làm thì nó lại cái không ngon. Bây giờ thì chúng ta sẽ vớt tôm ra. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ vớt táo ra. Táo thì chúng ta cắt miệng vừa phải, thì vừa đều. Và đến lúc mình trộn thì nó không bị gầy, nếu mỏng quá thì nó bị gầy và nó không giòn. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị gia vị, đó là tỏi. Tỏi thì chúng ta sẽ đập dập và băm nhỏ. Ớt thì chúng ta thái lát băm nhỏ. Và chanh thì chúng ta sẽ cắt. Rau thơm thì chúng ta thái vừa phải, không nhỏ quá và không to quá, khoảng tầm 1 cm. Khi chúng ta đã chuẩn bị gia vị xong thì bước tiếp theo thì chúng ta sẽ
trộn tôm và táo. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nước sốt. Thì chúng ta sẽ cho tỏi và khoảng 2 thìa cà phê nước mắm và khoảng 3 thìa cà phê đường. Rồi cho một ít nước sôi để nguội. Chúng ta sẽ cho chanh vào. Cái lượng chanh là chúng ta sẽ cho vừa phải. Chúng ta cho vào thì chúng ta sẽ đảo đều. Chúng ta làm nước sốt thì chua cay mặn ngọt nó cân đối. Và chúng ta là đảo đều xong thì chúng ta sẽ cho nước sốt vào. Và chúng ta sẽ cho rau thơm vào. Và chúng ta đảo đều. Khi chúng ta đảo thì chúng ta sẽ đảo nhẹ, nhẹ tay và đều. Nếu không thì cái táo nó sẽ bị nát và bị gãy. Sau một thời gian ngắn thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm món gỏi táo tôm khô. Thì giờ thì tôi sẽ bay ra đĩa. Táo thì mình sẽ chọn những cái quả táo là không bị dập và táo không chín quá và táo vừa chín tới. Và thứ hai nữa là khi mình cắt táo thì mình cắt con chi và không mỏng quá mà không dai quá để cho cái táo nó sẽ giòn. Và lúc mà mình cắt táo xong thì mình sẽ lưu ý ở cái chỗ là mình sẽ ngấm qua nước muối để thứ nhất là tạo được cái độ giòn, thứ hai nữa là cái màu nó phải không bị thấm. Và tôm thì chúng ta sẽ chọn những tôm là vàng đẹp. Rồi lưu ý ở cái chỗ là cái lúc mà mình ngấm tôm khoảng tầm 15 phút thì mình sẽ mang tôm ra để mình luộc. Thì khi luộc thì các bạn lưu ý cho mình ở cái chỗ là không thể mình đừng luộc lâu quá và cũng không thể không luộc nhanh quá. Cái tôm nếu mình luộc lâu quá thì tôm nó sẽ mềm và mất cái độ ngọt của con tôm. Và nếu mình mà luộc mà nhanh quá thì nó cái con tôm nó sẽ dai và cứng. Và bước thứ ba là khi lúc để mà mình bóp mình trộn được cái đĩa gỏi táo tôm khô. Gỏi táo tôm khô là món ăn lạ miệng, hấp dẫn. Vị thơm ngon, giòn ngọt của táo hòa quyện với vị thơm bùi sần sật của tôm khô khiến cho món ăn vô cùng ấn tượng. Với những nguyên liệu dễ mua, cách chế biến đơn giản, gỏi táo tôm khô sẽ đem đến cho chúng ta một món ăn vặt hấp dẫn, rất thích hợp để nhâm nhi trong những ngày se lạnh.